ai cũng nói cô là già rồi mà còn đi làm đẹp, đi căng da mặt, còn này nọ thế kia. Nhưng mà không biết không, ngày xưa mình khổ lắm, mình còn nhỏ, khổ lắm, mình làm còn phải phụ nuôi các em, xong rồi lớn lên đi lấy chồng, rồi nuôi con, nuôi cháu. Giờ bây giờ tầm này mình đã U60 rồi, con cái mình lớn rồi, thành đạt rồi, mà bây giờ mình cũng phải biết yêu thương bản thân mình. Mình là phụ nữ mà, cái đẹp là cái đầu tiên. Đi làm đẹp được lúc nào hay lúc đó. Mình kéo dài cái tuổi thanh xuân của mình có tiền, mình có tất cả rồi, thì mình phải thương đến bản thân mình.